quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn, năm 2017, chương trình truyền hình Quân khu 5 đã nhận được sự quan tâm, theo dõi và ghi nhận của quân và dân trên địa bàn quân khu. Nhân dịp đầu năm mới 2018, thay mặt những người làm chương trình truyền hình Quân khu 5, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình với các nội dung chính sau. Quân khu 5 tổng kết công tác tư pháp thanh tra pháp chế năm 2017. Trường sĩ quan kỹ thuật quân sự làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Các phóng sự hiệu quả từ những sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Dân quân xã Tumorong, huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum tham gia bảo vệ rừng. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa tổ chức đoàn công tác đến kiểm tra, thăm tặng quà tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Tại đồn biên phòng 657 cửa khẩu và đồn biên phòng 653 thuộc xã La Ê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, sau khi nghe báo cáo của chỉ huy đồn, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Đoàn Kiểu, Phó Tư lệnh Quân khu đã biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong năm 2017 và yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tăng cường hệ thống chính trị, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân khu vực phòng thủ vững chắc trên tuyến biên giới, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, bảo vệ địa bàn, bảo vệ biên cương của Tổ quốc và chuẩn bị tốt công tác đón xuân Mậu Tuất 2018. Thiếu tướng Đoàn Kiểu gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ đơn vị, tổ chức vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm. Cũng trong thời gian này, Phó Tư lệnh đã đến thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 Quân khu 5, cơ quan quân sự huyện Nam Giang, lực lượng dân quân thường trực xã La Ê và trao 50 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn ba xã Chà Vàn, La Ê và Chư Chun. Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp, thanh tra, kiểm tra, pháp chế và công tác ban chỉ đạo 1389 trong lực lượng vũ trang quân khu năm 2017. Năm 2017, các cơ quan tư pháp, Ủy ban kiểm tra, thanh tra, pháp chế, Ban chỉ đạo 1389 đã kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị, triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa, làm giảm đáng kể tình hình vi phạm, tội phạm liên quan trong lực lượng vũ trang quân khu, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm và các nhiệm vụ đột xuất của quân khu giao. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các cơ quan chức năng quân khu thực hiện có hiệu quả. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản áp dụng pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật nội bộ chặt chẽ kịp thời. Trong năm, không có trường hợp khiếu kiện về quyết định hành chính. Công tác xác minh, khởi tố, điều tra, kết luận các vụ việc, vụ án chặt chẽ đúng quy định pháp luật đã góp phần giữ nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang quân khu. Tại hội nghị, các ý kiến tập trung thảo luận những mặt hạn chế tồn tại trong năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018. Tại Đà Nẵng, đoàn cán bộ trường sĩ quan kỹ thuật quân sự, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng vừa có buổi thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Theo chương trình, đoàn sẽ tiến hành khảo sát, thảo luận tại các đơn vị, Cục Kỹ thuật Quân khu 5, Lữ đoàn Phòng không 573, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa về khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ sĩ quan kỹ thuật có trình độ đại học tại các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 5. Giải pháp phối hợp trong thực tập kỹ thuật, thực tập chức trách phù hợp với định hướng phát triển của đơn vị, kinh nghiệm trong thực tiễn thực hiện công tác kỹ thuật gắn với sự đổi mới trong giảng dạy tại nhà trường. Nhằm thống nhất thực hiện các thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng theo luật nghĩa vụ quân sự và luật quân nhân chuyên nghiệp,
công nhân viên chức quốc phòng năm 2015. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 1, tại Đà Nẵng, Bộ Tổng tham mưu tổ chức hội nghị tập huấn ngành quân luật toàn quân năm 2018. Theo đó, hơn 300 cán bộ, nhân viên ngành quân luật trong toàn quân được nghiên cứu, hướng dẫn thống nhất một số nội dung về phương pháp, quy trình xây dựng biểu đồ tổ chức, biên chế, bố trí các chức danh, tra cứu dữ liệu, giải mã ký hiệu, phiên hiệu quân đội, công tác động viên quân đội, quản lý quân số lực lượng thường trực của Quân đội Nhân dân Việt Nam, quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 207 Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thiếu tướng Đoàn Kiểu, Phó Tư lệnh Quân khu đến dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2017, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng kinh tế, quốc phòng được giao, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương phát triển về nhiều mặt, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hội nghị đã thảo luận bàn các biện pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của quân và dân trên địa bàn quân khu 5, Đoàn Văn công Quân khu đã tổ chức báo cáo chương trình nghệ thuật năm 2018 với chủ đề Bài ca Đông Dương. Sau gần 2 tháng luyện tập và chuẩn bị, được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, sự giúp đỡ của các nghệ sĩ, nhạc sĩ có uy tín của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thành phố Đà Nẵng, cán bộ diễn viên, nhạc công, Đoàn Văn công Quân khu đã hoàn thành chương trình nghệ thuật với chủ đề Bài ca Đông Dương, gồm 15 tiết mục, thời lượng 90 phút, nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, truyền thống cách mạng, hình ảnh người chiến sĩ quân khu 5 và tình đoàn kết, hữu nghị nhân dân và quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Các tiết mục được dàn dựng công phu, có tính nghệ thuật cao. Sau khi thông qua chương trình, đoàn sẽ hoàn chỉnh nội dung và tổ chức biểu diễn phục vụ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn quân khu, cũng như thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quân sự theo kế hoạch năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ và thực tiễn là một trong những nội dung quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập, công tác, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Quân khu 5 đã triển khai nhiều giải pháp nhằm trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đạt giải đến các cơ quan, đơn vị cơ sở, đồng thời tạo động lực thúc đẩy các cá nhân đơn vị cho ra đời nhiều sản phẩm sáng kiến có giá trị. Đây là phần thuyết minh sáng kiến Tổng đài điện tử đa năng của Trung tá Nguyễn Hữu Tương, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Thông tin 18, Sư đoàn 307 Quân khu 5, đến cán bộ tham gia lớp tập huấn quân sự năm 2018 của quân khu. Trong diễn tập, việc kết nối từng đường thông tin riêng lẻ vào tăng âm khó thực hiện, tín hiệu bị yếu và thường xuyên xảy ra hiện tượng chồng lấn âm thanh trên loa, khiến mệnh lệnh của người chỉ huy truyền đạt không được rõ ràng. Sáng kiến Tổng đài điện tử đa năng ra đời, giúp tiếp chuyển các máy lẻ với nhau, tổng đài liên lạc cùng một lúc với 10 máy và kết nối với đường dây tăng âm để phát lên loa, giúp cho việc tiếp nhận thông tin trở nên dễ dàng hơn. Là chúng tôi đã tập trung vào nghiên cứu về cái thuyết minh. Hai nữa là cũng thực hành trên các cái sản phẩm cùng thảo luận, trao đổi, luyện tập với mục đích cuối cùng để truyền tải hết cái nội dung mà tác giả của sáng kiến đó muốn truyền tải đến cho những cơ quan đơn vị để học tập. 18 sáng kiến cải tiến tiêu biểu được đưa vào giới thiệu lần này đều là những sản phẩm có chất lượng tốt, tính ứng dụng cao, bám sát và giải quyết được những khó khăn vướng mắc trong thực tế công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị. Qua đó giúp cho chỉ huy các cơ quan đơn vị có thể lựa chọn những sáng kiến hay, mô hình học cụ cải tiến phù hợp để áp dụng thực tiễn tại đơn vị. Là qua vận dụng các sáng kiến tại cái tham quan này sẽ tạo cho bộ đội hình thành làm quen dần với những loại vũ khí lớn, ví dụ như là thao tác sử dụng pháo SBG-9 hoặc là tiếng nổ của B-41 và những cái mô hình khác như là thiết bị ẩn hiện bị tự động. Đó là những cái nội dung rất là quan trọng và thiết thực để đơn vị là từng bước vận dụng vào để nâng cao cái kết quả huấn luyện, đạt được chất lượng cao hơn.
việc tổ chức trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật không chỉ góp phần động viên, khích lệ tính sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ nhân viên các đơn vị, mà còn là dịp để các cơ quan đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng, áp dụng những sáng kiến hay, mô hình có giá trị ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang quân khu 5. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng phòng hộ, thời gian qua, lực lượng dân quân xã Tumorong, huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum đã phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm làm tốt công tác tuần tra theo Nghị định 74 và Nghị định 133 của Chính phủ. Nhờ thế, hàng ngàn hecta rừng nơi đây được bảo vệ an toàn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Để công tác phối hợp bảo vệ rừng đạt hiệu quả, Ban Chỉ huy quân sự xã Tumorong đã giáo dục cho anh em làm nhiệm vụ chấp hành nghiêm luật bảo vệ và phát triển rừng, nắm chắc các nghị định của chính phủ về tham gia bảo vệ rừng. Đây là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc phối hợp ngăn chặn các hành vi xâm phạm tài nguyên rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn xã Tumorong. Cùng với công tác tuần tra, lực lượng dân quân xã Tumorong còn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và bà con nhân dân đăng ký không phá rừng làm nương rẫy và tham gia bảo vệ khai thác tài nguyên rừng hợp lý. Nhờ đó nhiều năm nay, trên địa bàn xã không còn tình trạng chặt phá rừng hay khai thác lâm sản trái phép. Diện tích rừng tự nhiên luôn được bảo vệ tốt. Vừa là quân mà vừa là dân, thì ở địa bàn xã này thì chúng tôi đã nắm rất là rõ và rất là kỹ. Cho nên những người lạ mặt khi mà vào rừng chúng tôi phát hiện, hoặc là dân phát hiện là báo kịp thời, là cái tổ tuần tra chúng tôi là xử lý. Ngoài ra thì còn vận động tuyên truyền bà con nhân dân không được phát rẫy, phá rừng trái phép để làm nương rẫy. Đến năm nay thì rất là hạn chế về cái tranh chấp đất rẫy rừng. Địa bàn Tây Nguyên đang vào mùa khô, cán bộ chiến sĩ nhân dân xã đã tổ chức phát quang, tích cực phòng chống cháy rừng, thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm, tổ chức tuần tra ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các vụ việc chặt phá rừng, săn bắt thú, khai thác lâm sản trái phép. Phối hợp đi quản lý bảo vệ rừng, thì trong đó có lực lượng của xã như công an, các ban ngành của xã cùng tham gia, nhưng mà hầu như là của lực lượng nhân dân quân là chính. Tại vì người dân quân thì người của xã, và cũng có rất nhiều người là của tại địa phương, cho nên là người ta rất rành về cái phong tục tập quán của người địa phương, cho nên là người ta đi sâu đi sát để có gì người ta báo cáo kịp thời để mà phối hợp để mà ngăn chặn phát rừng làm rẫy hay là phá rừng trái pháp luật. Những việc làm thiết thực trong việc tham gia gìn giữ bảo vệ môi trường sinh thái mà lực lượng dân quân xã Tumorong đang thực hiện đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, xây dựng môi trường sống bền vững. Chương trình truyền hình Quân khu 5 xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau.